Xin mến chào các cô các chú cùng các anh chị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Chuyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Rất mong mọi người bớt chút thời gian like, có bần cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện cảm ơn mọi người rất nhiều sau đây mời mọi người cùng nghe chuyện đoàn người cứ thế đi không biết đã qua bao ngày nhưng cũng gần tới được nam kinh ngày hôm đó đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một tòa lương đình bên cạnh đình là một quán trà đón khách đường xa Chủ nhân đúng lúc đang khát nước thì lại gặp quán trà, tức thì nhốn nháo reo lên, tiến vội về phía đỉnh, gọi lấy trà uống. Thích kế quang tay chân bị trói, hành động không được tự nhiên. Lục tiệm liền cầm hai ấm trà tới, một ấm đưa cho y, một ấm tự mình uống. Trong lúc uống trà, đột nhiên nghe có tiếng xe ngựa. Nhìn ra thì thấy một cỗ xe song mã đang tiến tới. Trên xe là một văn sĩ áo xanh, mặt vuông dài, thiên đình nở rộng, đôi môi đỏ dâu đen, có vẻ như là một người chuyên nghề vẽ. Lục tiệm trong tâm chật động, cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Nghĩ lại, quả nhiên nhớ ra được. Chính là nam nhân đứng bên phải trước ghế trong họa tượng tổ sư. Bất quá, người trong họa tượng trên mặt có vết sẹo, thần thái phi thường. Anh hùng hơn văn sĩ này nhiều. Dòng xe là một nam tử vấn khăn, áo tơi dày cỏ, ngoài ra có một lão già đi bộ theo lão già này đầu to cổ nhỏ chán đầy nếp nhăn mình mặc nho sam nhưng phía trên vắt chéo phía dưới cắt ngắn như đoàn y trông chẳng ra chủ hai tớ khó mà hiểu được lục tiệm nhìn thấy hai người này bỗng có cảm giác bất an hận không thể chạy ngay khỏi nơi này trong lúc đang cố gắng đè nén cảm giác quái dị đó thì ba người kia đã tiến đến gần Thanh nghi văn sĩ tùy tuấn tú Nhưng nghiên kỷ không nhỏ Khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn Ngồi trên xe Chỗ đáng lẽ là hai chân y Thì chỉ thấy trường sam bay bay theo nhịp xe Lục tiệm thấy vậy Trong lúc đang cảm khái Người này là một thư sinh tốt Không ngờ lại là một phế nhân Chợt nghe tiếng động Thì ra Thấy lão già đầu to đó hai môi máy động Đang nói gì đó Chỉ có người mặc áo tơi là Thủy Trung giấu mặt sau mũ tre Không nhìn được diện mục hai nghi văn sĩ đến giữa đình, thở phào nhẹ nhõm nói. Vì quỳ, lấy cho ta một chén trà. Người áo tơi liền từ sau xe lấy ra một chén nhỏ. Bên ngoài vừa mỏng vừa trắng, sáng như ngọc. Bên trong chén màu xanh phỉ thúy như nước chè, Màu trắng thì yên tịnh, màu xanh thì thanh tân. Vừa nhìn, đã khiến cảm giác nóng bức tan biến mất. Văn sĩ tiếp lấy trà, vui vẻ cười một tiếng nói. Nếu có bích loa xuân mới hái thì tốt quá, Hiện giờ qua mùa lạnh đã lâu, dư hương mất đi, tư vị cũng không được như cũ. Lão già đầu to đột nhiên nói: Bịch Lọ Xuân được xưng là Động Đỉnh Sơn Trà, trong trà kinh của Lục Vũ đời Đường có nói về tám loại trà đã viết. Tô Châu, Trường Châu, Sinh Động Đỉnh Sơn. Cơ cận nhân tùy kiến lục cũng viết Động Đỉnh Sơn có trà, nhìn giống như giới trà nhưng nhỏ hơn." vị đậm, có hương thơm, tục gọi là hách sát nhân, trồng trên núi Bích Loa, nên gọi là Bích Loa Xuân. Thanh y văn sĩ không chờ y nói xong, đã quát lên. Nói lằng nhằng, ta bất quá tùy khẩu nói về trà vị, chứ đâu có hỏi về la lịch trà. Lão già đầu to nói, Đại quan trả luận của Tống Huy Tông có nói, trà thì vị là quan trọng nhất, mùi thơm có thể không đậm, chỉ cần có vị là đủ toàn diện. Chỉ có sản phẩm của Bắc Uyển là... Văn sĩ đó mặt hiện thần sắc khó chịu, lại nhạt nói. Ta nói về trà vị, không phải nói về vị, mà là về hương vị. Lão già đầu to nói. Cũng theo đại quan trả luận, trà có mùi hương riêng, không phải long xạ thì không so bì được. Phải trưng cất nghìn lần đồng thời phải có dụng cụ uống đẹp đi cùng. Chu quyền của bản triều cũng có quyền trà phổ, viết về huần hương trà pháp. Trăm hoa có hương đều có thể dùng. Đang lúc hoa nở rộ thì dùng giấy bao bọc, trên đặt trà, dưới đặt hoa, để vào chỗ kín gió. Hoa héo thì thay hoa khác. Như vậy, khi uống trà, tự nhiên có hương khí khả ái văn sĩ biết rằng bất kể y phát hạ thế nào cũng không ra khỏi được đống trà kinh ngàn năm của Trung Hoa. Bất giác cười khổ nói Mà gất, ngươi im đi. Nếu ta không hỏi thì cấm không được nói một tiếng. Lão già đầu to tức giận im tiếng. Nam nhân áo tơi đột nhiên đặt bình trà xuống quay người bỏ đi. Chỉ một bước đã ra ngoài hai trượng. Một bước nữa lại vượt thêm bốn trượng. Lúc đầu còn có dáng đi bộ. Nháy mắt đã chuyển sang tư thế chạy nhân ảnh hóa thành một điểm lưu quang chớp mắt đã biến mất. Người trong quán trà thấy thế sợ hãi, tưởng như đang nằm mộng. Lục tiệm thất kinh, trong lòng tự nghĩ, dù trước đây có bác lập sư môn hỗ trợ, cũng không thể nào có cước lực được như y. Người này mới động thân đã như vậy, đến khi viễn phi bồn đảo thì thật khó có thể hình dung. Chắc chắn nhanh không kém gì chim bay trên trời. Thanh y văn sĩ bất giác lắc đầu, thở dài, liếc thích kế quang một cái, đột nhiên cười nói. Tướng quân chồng rất ủy vũ, không hiểu tại sao lại bị khóa như vậy. Là quân Pháp hay tham ô? Mạc Ất không nhịn được, chen vào nói. Về quân Pháp, trong chủ lễ của tạ kiến vũ quyển thứ tư tỷ mã, phần tỷ mã Pháp viết... Thành nghi văn sĩ nhíu mày nói. Ai hỏi đến ngươi? Mạc Ất lúng túng hổ thẹn cúi đầu. Thích kế quang cười cười nói. Ta đâu dám tà mô. Tích mẫu truy khấu bất thành. Bại trong tay oà khấu. Coi như phạm quần pháp. Thanh nghi văn sĩ cười nói. Bình pháp có nói. Cùng khấu vật bách. Mạc Ất vội nói tiếp. Câu này là từ tôn tử bình pháp. Phần quân tranh thiên. Tôn tử viết phàm là phép dụng binh nói đang say sưa đột nhiên nghe thanh nghi văn sĩ ho khan một tiếng thất kinh vội khép miệng lại thích kế quang Sùa Tài nói thích mẫu không phải gặp củng khấu mà là bọn tạc khấu tinh nhuệ trong số tướng lĩnh không có ai chịu xuất binh ngân chiến chỉ cố gắng thủ kiên thành ngồi xem giặc hoành hành thích mẫu tuổi ít khí thịnh xuất sư truy kích không ngờ bị chúng mai phục thủ hạ binh tốt yếu nhược bị oa tạc phá tan thật là xấu hổ. Thành nghi văn sĩ hơi trầm mặc, thở dài nói. Có cầu, duệ tốt vật công, nhị binh vật thực. Gặp quân tinh nhuệ thì đừng tấn công. Gặp quân đánh nhự thì đừng đuổi theo. Ông phạm phải hai điều đại kỵ của binh gia, bảo sao không bại. Thích kế quang bình sinh thích võ, ít nói đến bình pháp. Lần này ra ngoài, lại gặp một thư sinh lắm chuyện, buông lời nghị luận binh pháp bất giác cười dài nói tiên sinh không lời nào không nói tới tôn tử binh pháp E rằng không biết tôn tử binh pháp tuy có 13 chương Từ ngữ tuy nhiều Nhưng chân chính đắc dụng bất quá chỉ có một câu Văn sĩ nén không được cười phá lên nói Như tướng quân nói Thì trừ một câu đó Còn lại binh pháp cái thế của tôn vũ toàn là lời thừa Thích mộ sao dám nhục mạ tiên hiền Thích kế quang thở dài nói Bất quá, tôn tử binh pháp viết ra không phải do chính mình mà dành cho đám vương hầu tướng quân tầm thường. Thực ra, ông ta thiên phận dụng binh cực cao, chỉ là con ông ta sợ rằng người khác đọc không hiểu, nên lúc viết lại, ngôn từ đã cố gắng viết chi tiết tinh tường. Lúc hành quân bố trận, phải dựa vào từng cá nhân mà tính toán, mới có thể không gặp thất bại. Nếu như câu nệ từng chữ, thì đâu phải thường thắng bất bại chi pháp. Từ cổ thường thắng bất bại chi tướng Đều là những người nghĩ những điều người khác không nghĩ tới Làm những điều người khác không làm Có như vậy mới đánh là thắng Thắng không nhờ may mắn Kẻ câu nệ binh pháp Sẽ chết vì ngôn từ mà thôi Văn sĩ cười nói Nói hay lắm Nhưng chưa biết cậu Duy nhất trong binh pháp của ngài là gì Thế kế quang cười nhẹ Cao giọng nói Năng nhân địch biến hóa Nhi thủ thắng giả vi chi thần Dựa vào biến hóa của quân địch để thủ thắng mới là thần Văn sĩ chưa kịp đáp lại Mạc Ất đã tiếp lời Đó là câu thứ hai trong đệ lục thiên hư thật thiên của tôn tử bình pháp Chỉ nhớ các hạ tốt thật Thích kế quang thở dài nói Khi lâm trận quyết chiến Sinh tử chỉ cách nhau một đường Thống lĩnh quân sĩ không có nhiều thời gian để nghĩ về binh pháp chỉ có cách dựa vào hư thực để tùy nghi ứng biến. Thích mẫu đọc binh thư không biết bao nhiêu, nhưng chân chính chỉ có nhớ kỹ câu đó mà thôi. Nàng nhân địch biến hóa như tủ táng giả, ví chi thần. <laughs> câu này hay lắm. Văn sĩ cười nói, nếu ngài không phải bại quân tri tướng, thì lời này thật động lòng người. Thích kế quang không kìm được, cười khổ. Văn sĩ đó cười xong hỏi, thế nào? ngài không hài lòng sao? Nghe ngài nói, rõ ràng am hiểu binh pháp. Vì sao không liệu được mai phục? Đã biết không địch lại được kẻ địch, sao còn truy đuổi để tự chức nhục vào người? Thích kế quang lắc đầu nói. Sở luận của Túc Hạ, ta cũng biết. Bất quá đạo của binh gia, truy hay không truy, còn vì quốc gia đại nghĩa. Oa khấu hoành hành vô định ở phía đông nam, quan binh đại minh chúng ta tham sinh ủy tử nghe phong thanh tặc phỉ đã bỏ chạy hiện giờ chư tướng thúc thủ vạn dân oán khổ nếu thích mộ chỉ tham giữ tính mệnh thủ thành túng địch thả cho tặc khấu hoành hành thì sao bằng loại chó lợn thích mẫu tuy không phải tư sinh nhưng cũng biết đạo thánh hiền đã nói tự phản nhi xúc tuy thiên vạn nhân ngô vãng hí tự xét lại thấy mình làm đúng thì dù phải đối đầu với nghìn vạn người cũng coi như không. Nghìn vạn người còn không sợ. Hà cớ gì phải sợ bọn oa khấu còn còn. Văn sĩ nghe xong, nhíu mày trầm ngâm một lúc không nói gì. Lúc này, chúng quan sai nghỉ ngơi đã xong. Liền gọi nhau lên đường. Văn sĩ đó đột nhiên lấy trong tay áo ra một nén bạc, cười nói. Chư vị quan gia, xin ký nghỉ ngơi tiếp. Tệ phó thủ đã mang trà chạy đi. Khi ý trở về, Tại hạ muốn được cùng các vị tướng quân đối ở một chung. Chúng quan sai nhìn thấy ngân lượng không thể chối từ. Thích kế quang lại nói. Không dám khiến túc hạ phải phí tồn. Đường đến Nam Kinh không còn xa. Thích mẫu cũng muốn đến nhanh một chút. Dù sống dù chết, cũng một lần cho xong. Văn sĩ cười cười, chỉ tay về phía đằng xa nói. Nhìn kìa, chẳng phải hắn đã về đấy thôi. Chúng nhân nhìn ra, thấy phía cuối đường một điểm ảnh như gió tiến lại. Trong khoảnh khắc đã nhìn rõ hình trạng. Đúng là nam tử hán mặc áo tơi lúc nãy. Trong tay cầm một cái bình bôn đáo đến trước lưng đỉnh. Đột nhiên dừng chân lại. Y đang bôn tẩu như cuồng, nhưng nói dừng là dừng được. Thực khiến lục tiệm cảm thấy hãi dị. Văn sĩ cười nói. Chầm hai chén trà. Nam tử áo tơi cẩn thận đặt bình trà xuống. Trong tay xuất hiện hai cái chén, thận trọng rót trà. Thế kế quang nhận chén trà, thấy nước trà một màu bích lục, nước vẫn sôi chưa dừng, phía trên bọt nước đang nổi lên, bất giác ngỡ vực nói: "Trà này lấy tại vùng phụ cận phải không?" Nam tử áo tơi không nói một lời, chỉ có văn sĩ cười nói: "Trà này lấy từ trong thành ra." Nước cười. Một tên quan sai cười nói: "Từ Nam Kinh đến đây ít nhất 10 dặm, đi về phải mất 20 dặm." dù có công phu từ thành lấy được trà quay về đây thì trà làm sao có thể còn năng sôi được thích kế quang lại cười nói thế gian thiếu gì kỳ nhân dù có làm được như vậy cũng đâu có gì kỳ quái nói xong nhẹ nhàng hớp một ngụm trà từ từ thưởng thức rồi tán thưởng trà ngon có điều thích mẫu thổ lỗ không hiểu trà đạo không biết xuất xứ của nó văn sĩ cười nói trà này lá nhỏ như lưỡi chim sẻ chính là đặc sản bích loa phong của động đình nước trà có hương vị ngoài nước suối từ thạch thanh của vô tích huệ sơn không đâu có được ta không thích rượu chỉ thích trà xin lấy chén trà này để khích lệ tướng quân chúc tướng quân sớm có ngày thoát xuất tù lung lời nói hôm nay xin vạn lần đừng quên thích kế quang cung tay cười nói Đà tạ lời chúc xin hỏi đại danh của các hạ văn sĩ lắc đầu cười nói ta chỉ là một phế nhân ngài cứ gọi là thư sinh tiện danh không tiện nói ra thích kế quang khí vũ hiên ngang văn sĩ không muốn thông danh y cũng không miễn cưỡng cười một tiếng thoải mái rồi chuyển mình quay đi lục tiệm đi theo phía sau được hai bước đột nhiên sau lưng ớn lạnh vội quay lại nhìn thấy hai mắt nam tử áo tơi từ dưới chiếc mũ tre phát ra một đạo lệ mang như có đa phong rạch tới mắt lục tiệm cảm thấy đau nhói vội vàng chuyển nhãn lại thấy mặc ất miệng đang lẩm nhẩm hai mắt xuất hiện thần thái tự kỳ lục tiệm trong tâm chấn động không kìm được lùi nhanh về phía sau hai bước vội vàng đứng chắn phía sau thích kế quang không ngờ hàn khí đó thì trung bất tán đến khi họ đi được vài dặm không còn nhìn thấy năm tử áo tơi và mặc ất nữa mới dần tiêu tán thích kế quang thấy vậy ngạc nhiên nói huynh đệ Xác diện sao lại khó coi như vậy Lục tiệm nói Để cũng không hiểu Chỉ thấy trong lòng bất an Thế kế quang trong lòng cũng có tâm sự Tiện miệng nói Đã tới nằm kinh Mọi việc đều do trời quyết định Lục tiệm mặc nhiên không đáp Trước mắt Thủy Trung vẫn như thấy ánh mắt lạnh lẽo Dưới nón tre của nam tử áo tơi Nhàn mặt nghĩ Hai người đó là ai Tại sao khi ta thấy họ liền cảm thấy bất an hận không thể chạy ra ngoài ngàn dặm lục tiềm đang lúc trong lòng chăm mối thì đã đến gần thành trì đoàn người sau khi đi vào thành liền thấy nhà cửa ngang dọc kín cả mười dặm chu môn vạn hộ toàn thành sáng rực gió thổi lạnh lẽo ngày vừa tàn trăng đang lên bồi hồi nhìn bóng người qua lại phảng phất có sự phồn hoa của giang nam đến tổng đốc nhà môn quan sai giao người hoàn tất thích kế quang nhập lao thẩm vấn lục tiệm phải chia tay trong lòng bất nhấn nắm chặt hai tay thích kế quang mắt đỏ lên thích kế quang thở dài nói hey, tống quân thiên lý trùng tù nhất biệt đưa người ngàn dặm rồi cũng phải chia tay huynh đệ người đưa ta tới đây đại ca đời này kiếp này không thể nào quên lao đầu thúc giục hai người không biết làm thế nào đành xa lệ ly biệt. Lục tiêm nhìn thích kế quang nhập la môn, trong lòng trầm xuống, đi đi lại lại trước cổng tổng đốc phủ. Nhìn quan viên ra ra vào vào, thật không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Đi qua lại suốt nửa ngày đã đói bụng, sờ khắp người không thấy gì. Bây giờ mới nhớ ra là bao ngân lượng đã đưa cho đám quan sai. Nhất thời cảm thấy bất lực, chuyển người đi đến đầu đường. Chỉ thấy hai bên đường quán xá san sát, mùi cơm thịt thơm phức, bất giác không nhịn được, nuốt nước miếng đánh ực. Trong lúc đang lướng cuống, bóng bắp chân bị người ta đá phải. Nhưng lục tiệm linh giác thần thông, dù giữ vạn người, vẫn có thể tiến thoái như thường, tuyệt không dễ bị người ta đá vào chân. Y kinh ngạc quay đầu lại, chính là kim quy doanh vạn thành, trên trán đang dán thuốc cao, hai bên má đầy vết chảy xước. Lục tiệm giật mình vui mừng nói, Ông đây à, cốc trần đâu? doanh Vạn thành sắc diện âm trầm giận dữ hử một tiếng nói Hừ, hắn chưa đến tìm ngươi sao lục tiệm ngạc nhiên nói hắn chẳng phải bị ông bắt giữ đấy sao sao lại hỏi ta doanh Vạn thành vận khởi thần công quy kính hai mắt nhìn khắp người lục tiệm vài lượt cười nói thằng bé này tốt đấy so với cốc trần thành thật hơn nhiều ngẫu nhiên gặp lại ở đây chúng ta tới từ lâu uống hài trùng nhé Lục tiệm hơi do dự, nhưng hắn một lòng muốn tìm nơi hạ lạc của cốc trần, nên đành đáp ứng. Đột nhiên thấy doanh vạn thành cất bước đi trước, chân trái cả nhắc từng bước một. Lục tiệm thấy y toàn thân thụ thương, trong lòng kinh nghi. Võ công của y cao cường như thế, lại có thần công quy kính, kẻ nào có thể đạt thương y đến mức này. Y rõ ràng là ở cùng một chỗ với cốc trần, hiện giờ y ở đây, cốc trần có thể đi đằng nào chứ? Doanh Vạn Thành đi đến chỗ rẽ liền đi vào một tiểu lâu lớn nhất ngang nhiên ngồi xuống gọi tiểu nhị lão gia điểm thái tiểu nhị thấy hắn y phục hoa lệ trong lòng đã cung kính ba phần vội vàng cười nói lá viên ngoại xin cứ gọi doanh vạn thành nói trước tiên tam bạch tam tiên một đem trưng hai đem nấu cách thủy tiểu nhị nghe vậy cười cầu tài nói lá viên ngoại xin nói minh bạch Doanh Vạn Thành cười nhạt nói Uống cho ngươi làm tiểu nhị của một đại tiểu lâu Tam Bạch là Thái Hồ Tam Bạch Tiểu Ngân Ngư Bạch Tài Ngư Bạch Hà Tam Tiên là Trường Giang Tam Tiên Đảo Ngư Thị Ngư Hà Đồn Hà Đồn và Bạch Hà đem trưng Còn bốn loại kia nấu cách thủy Tiểu nhị do dự nói Cả sáu món thì không ít đâu Danh Vạn Thành cười lạnh nói Sao? Ngươi sợ ta ăn không hết chăng? Ăn không hết thì ta đem đi Tiểu nhị ứng tiếng chuẩn bị quay đi Danh Vạn Thành lại nói Chậm đã Nếu có lấy cho ta một bát thang Ngoạ long vượng sồ." Tiểu nhị lộ vẻ khó khăn Ngựa ngập nói Lá bên ngoại Loại thang đó chưa từng nghe qua Xin hỏi cách làm như thế nào Doanh Vạn Thành cười nói Dùng ai cân hoạt bảo Bỏ lòng chỉ lấy thịt Lại thêm nằm đôi cánh gà non rút xương thái nhỏ Trộn đều mấy thứ này với hạt tiêu Hành Nghiền Vài loại rau mùi Đun nửa giờ cho đến khi nước trong Vớt hết cái ra Chỉ giữ lấy nước Bảo ngư chính là Ngoạ long Cánh gà non là phượng sồ Vì vậy mới có tên gọi như thế Ngươi đừng tưởng mang thứ linh tinh nấu lệ ta. Vật liệu không đúng, lão già ta nếm cái là biết. Tiểu nhị đó vội cười đáp. Bản đếm mở đã có trăm năm, sao dám lừa gạt. Doanh Vạn Thành gật đầu nói tiếp. Ta còn muốn gọi một đôi trần ngỗng, mai rùa ninh nhừ, một bát rượu thuốc, một đĩa sổ nướng, một bát vấn quyết giang giao trụ, sò, hoa quả tươi cũng của giang giao chủ nơi khác lão già không cần lại thêm thịt nướng phổ giang còn cua nữa lão già phát ốm vì cua biển rồi cua đất chừng bốn con bướu lạc đà sa mạc một cái hấp trong mật ong tay gấu liêu đông một cái giang kỹ với hành tươi sơn đông nghêu lớn ở tam giang mang đến cho lão già một đôi để hấp rượu Hừ, lão già sợ đổ sống thôi không gọi óc khỉ nữa. Mất quả dính răng, thôi bỏ đi. Hai đĩa dưa tây, dưa tây phải là loại lấy ở Hàng Châu. Nhớ phải cắt nhỏ cẩn thận, không được dính một chút cùi nào. Lại thêm nước ép hoa quả đào, đun sôi lấy tám phần, ngào với đường. Nhớ là phải theo đúng thứ tự như vậy, ngàn lần không được nhầm lẫn. Nói xong, lại chọn thêm một bình trạng nguyên hồng. Hai bình danh tiểu thứ xuyên lão vô cùng lão luyện, làm cho tiểu nhị đổ hết cả mồ hôi đầu. Đợi cho lão nói xong, mới run rẩy đáp. Những thứ này quả là cần rất nhiều nguyên liệu. Tiểu điếm không có đủ, phải sang các tiểu lâu khác lấy về. Vạn lần cũng không giấu giếm lão ra. Lục tiệm hỏi, nhiều đồ ăn thế này ăn sao cho hết? Doanh vạn thành cười lạnh, ăn không hết thì mang cho chó ăn. Tiểu nhị thấy lão phóng khoáng như thế, không giấu được vẻ mặt hoan hỉ, vội vã đi vào bên trong. Lục tiệm đói đã lâu, ăn uống như lang như hổ, một hơi hết ba đĩa rau là no. Doanh vận thành ngược lại, từ tốn cầm lấy đũa, gấp từng miếng một, nhai chậm rãi, mỗi món đều nếm qua. Có điều bất luận là rau hay canh, đều chỉ ăn một miếng, tuyệt không ăn nhiều. Cách ăn rất khảo cứu, ăn cua lột vỏ, bỏ càng chỉnh tề khéo léo bóc từng lớp thịt như phi điệp. Nếu miếng thịt quá lớn, thì tách thành từng miếng nhỏ. Lục tiệm không nhấn lại được, hỏi Danh tiền bối, cốc trần đâu rồi? Danh vạn thành đang nếm tử món nghiêu hấp rượu, nghe hỏi tới liền nói Chạy rồi! Lục tiệm giật mình, trong lòng chợt đại ngộ. Nguyên lại lão đầu này toàn thân tương tích, đích thị là do cốc trần gây ra nghĩ đến việc cốc trần hí lộng lão kim quy này lục tiệm bất giác không kìm được cúi đầu xuống cười thầm giạch vạn thành tức giận hừ một tiếng nói ừ ta đuổi con thỏ con đó chạy về nam kinh mấy lần gần bắt kịp đều bị hắn dùng gian kế trốn toát ừ hiện giờ hắn trốn trong thành đông đúc lão tử nhất thời không có trợ thủ nên chưa tóm được hắn lục tiệm thầm lược định tình hình đột nhiên nhớ ra một việc, liền hỏi. Doanh tiền bối, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Ngài là người nhiều kiến thức, hoặc già có thể giúp được chăng? Doanh vạn thành đang cầm một miếng dưa, từ từ nhà hạt, liếc lục tiệm một cái hỏi. Việc gì? Lục tiệm nói. Ta có một người đại ca kết bái, đánh với oa khấu bị bại trận, hiện đang trong lao lý. Có cách nào cứu y ra không? doanh vạn thành giơ hai ngón tay lên cười nói việc này dễ thôi chỉ cần hai chữ lục tiệm ngạc nhiên nói hai chữ gì doanh vạn thành cười ha hả nói ngân lượng lục tiệm không hiểu nói nói vậy nghĩa là sao doanh vạn thành nói nếu người có ngân lượng trước hết đốt 50 lượng cho lao đầu như vậy vị đại ca trong lao lý của ngươi sẽ không phải chịu nhục hình. Sau đó tới môn hạ của Tổng đốc, đút 100 lượng để được gặp nội phủ Tổng quản. Đút cho Tổng quản 300 lượng để gặp dư gia. Đút cho dư gia 300 lượng để gặp Tổng đốc. Đút cho Tổng đốc 2.000 lượng để gặp giám quân. Đút cho giám quân 2.000 lượng nữa. <laughs> Tổng cộng chỉ mất 4.750 lượng nếu thất bại, có thể tìm đến thân nương của hoàng đế lão tử, thì việc gì chẳng xong. Lục tiệm lắc đầu nói, Ngân lượng thì ta không có. Doanh Vạn Thành nói, Người không có, nhưng cốc trần có. Ngươi tìm được hắn, thì 4.200 lượng, chứ 4 vạn 2.000 lượng, cũng chỉ như sợi lông trâu mà thôi. Lục tiệm cười nhạt nói, Ông muốn ta tìm hắn nữa. Ông đột nhiên tốt như vậy, là có hậu mưu, ta không mắc lửa đâu. Tiểu tử tình quái thật. danh Vạn Thành cười nói, đáng tiếc nếu người không tìm cốc trần, thì vị đại ca tập tử trong lao của người sẽ mất đầu. Nói xong, bỏ bát xuống, lau miệng, rồi từ từ đứng lên. Tiểu nhị vội chạy đến cười nói, lá bên ngoài, tính tiền rồi chứ ạ? À? Nói bậy, Doanh Vạn thành trợn mắt. Ai nói ta tính tiền? Tay chỉ lục tiệm cười nói. Vị này là tài thần. Người tìm hắn mà tính tiền. Lục tiệm giật mình. Đờ người ra. Tên tiểu nhị đó thấy lục tiệm y sàm cũ rách. Trong lòng nghi hoặc. Vội kéo doanh vận thành lại. Nhưng doanh vận thành có thần thông quy kính. Liệu địch tiên cờ. Biết trước gã sẽ đưa tài tới. Liền cười ha hà. Nhảy một cái xa hơn một trượng ra ngoài tiểu lâu lúc sắp tiếp đất lão đột trúc trượng ra chống xuống đất một cái mượn lực hạ xuống rồi cả nhắc từng bước phóng vụt đi nháy mắt đã biến mất tên tiểu nhị đó mặt mải tái mét không chụp được doanh vạn thành liền túm lấy lục tiệm gào lớn người giết ta rồi người giết ta rồi vừa nói vừa không cầm được bật khóc lục tiệm nên muốn tránh thì một trăm tên tiểu nhị cũng không tóm được y nhưng thấy tiểu nhị bật khóc thì trong lòng mềm ra thử người bất động Tiểu nhị trong quán nghe nói có người ăn quỵt, rùng rùng chạy lên lầu, nhắm lục tiệm tượng cẳng chân hạ cẳng tay. Lục tiệm không muốn đánh lại, chỉ đứng yên như xì ngốc. Tên tiểu nhị ban đầu sợ chúng nhân đánh chết lục tiệm, thì không ai trả tiền, vội nói: "Đừng đánh vội, để hắn trả tiền." Lục tiệm cười khổ nói: "Đại ca, ta một xu cũng chẳng có, làm sao trả tiền được?" Tên tiểu nhị nghe vậy, người chợt nhũn ra, quỳ sụp xuống đất khóc ầm lên. Lục tiệm trong lòng bất nhấn, việc này tuy là y rơi vào kế của Doanh Vạn Thành, nhưng thực ra cũng đang uống đồ của Tiểu Lâu, đành nói, vì đại ca này, xin đừng lo lắng, ta sẽ làm việc cho Tiểu Lâu để bồi hoàn. Đột nhiên nghe có người cười lạnh nói, <cười> làm tiểu nhị thì được bao nhiêu tiền? Chỗ thức ăn lúc nãy trị giá 520 lượng. người có làm tiểu nhị 8 đời cũng không đủ bồi hoàn. Chúng nhân quay ra nhìn, thấy trưởng quỹ đang đi lên nhất thời tránh hết cả sang hai bên tên tiểu nhị đang quỳ trên đất sợ bị trách phạt càng khóc to hơn lại có người nói hắn không thể trả tiền thì đưa hắn tới quan phủ viên trưởng quỹ đó người dài mặt vuông dâu ba tròm dài không giận mà uy nghe vậy cười lạnh nói người này nghèo khổ cùng cực dù có đem đến quan cũng chẳng lấy lại được tiền cho ta các ngươi cởi trói cho hắn trước hết nhốt hắn ba ngày sau đó bắt hắn làm việc để trả tiền. Chúng tiểu nhị nghe vậy, liền phấn khởi tinh thần, lấy dây thừng trói lục tiệm lại, ném vào kho, rồi đóng cửa lại. Lục tiệm ngồi trong kho, không kìm được cười khổ. Trong lòng biết rõ, dây thừng này cựa một cái là đứt, cửa kho bằng gỗ cũng chỉ một quyền là vỡ tan. Nhưng làm như thế thì không khác gì lão tặc doanh vạn thành, trở thành kẻ vô sỉ vô tín. Y lại không ngừng nghĩ ngợi, không biết làm cách nào để kiếm ra được 520 lượng. Có lẽ trung thân phải ở lại từ lâu này làm tiểu nhị để trả nợ. Nhưng nghĩ đến thích kế quang, bất giác lại thấy buồn giàu. Thời gian dần trôi, lục tiệm lại dần thấy đói. Tính thời gian thì đã quá nửa đêm. Viên trưởng quỹ đó chắc rất tức giận nên không ra lệnh cho tiểu nhị mà cơm đến. Lục tiệm ngoài đói còn mệt. Lúc trước lại uống một chén rượu nên dần dần thiếp đi ngủ được một lúc, đột nhiên có tiếng động vang lên. Lục tiệm giật mình tỉnh lại, hướng theo phía âm thanh, đột nhiên thấy một điểm hỏa quang từ bức tường phía trái hát ra. Kế đó ánh lửa rực sáng, rồi bức tường dịch chuyển, lộ ra một thông đạo mở tối. Trong kho có ám hồn. Lục tiệm kinh ngạc vô bờ, không kìm được đứng bật dậy. Lại thấy một người tay cầm đèn từ ám hồn đi ra. Nhìn thấy diện mạo người này, hắn tất thành nói. Trưởng quý, Người đến mặt dâu vuông dài, đích thị là trưởng quý của tiểu lâu. Tay cầm một ngọn du đang cười khẽ nói. Lục gia phải chịu khổ, tội đã đắc tội, xin được lượng thứ. Lục tiệm cảm thấy mập mờ, nói. Trưởng quý, ngài, ngài nói gì, ta không hiểu. Trưởng quý rút ra một tiểu đao, cắt đứt dây thừng, trầm giọng nói. Nơi này nguy cơ tứ bề, các cả không nên nói nhiều, mau đi lối này. Nói xong, tay cầm đèn đi trước, bước vào trong ám môn. Lục tiệm bất đắc dĩ phải theo sau. Trong ám môn là một địa đạo tối tăm ẩm thấp. Chỉ đi lọt một người. Lục tiệm trong lòng kinh nghi, không nhịn được hỏi. Trưởng quý, có nguy hiểm gì vậy? Vì sao ngài thả ta ra? Trưởng quý nói. Doanh vạn thành đang trong trường ngoài tử lâu. Lục tiệm tức giận nói. Tốt lắm, lão tặc vô sỉ. Ta đang lo không túm được hắn. Nói xong quay người đi ra trường quỹ hốt hoảng vội kéo lại nói vạn lần không được tại thành nam kinh có rất nhiều cao thủ đông đảo bên ngoài tiểu lâu hiện giờ là doanh vạn thành còn có ít nhất ba người trong đông hải ngũ tôn không thể ra được lục tiệm nghe vậy thất kinh trường quỹ thở giải nói hey lục gia không biết đó thôi cậu nhập thành là đã bị họ theo dõi họ không động thủ vì muốn dùng cậu làm mồi nhử để kéo người đó ra lục tiệm kinh ngạc nói cấp trần ư Trường quý mặc nhiên gật đầu. Lục tiệm nói. Vậy thì ta càng phải ra. Đánh với chúng một trận để cốc trần biết mà tránh xa. Trường quý cười nói. Lục gia đã coi thường cốc gia rồi. Nói về võ công thì những cao thủ đông đảo có thể lợi hại. Nhưng nói về đấu trí thì đâu phải đối thủ của cốc gia. Lục tiệm nhíu mày nói. Ông là người của cốc trần. Trường quý gật đầu nói. Doanh vạn thành chọn tửu lâu này để hãm hại các hạ là đã nghi ngờ tiểu lâu này và cốc gia có quan hệ vì vậy trước hết khiến cậu mắc nợ sau đó từ phía sau quan sát chỉ cần có chút dấu vết là nhất định sẽ bám theo để tìm ra cốc gia hắn chỉ không tính được là trong kho có bí đạo này thôi lục tiệm nghe vậy cả kinh tự hận bản thân trở thành con cờ trong tay doanh vạn thành bất giác nói hiện giờ chúng ta đi đâu trưởng quỹ cười cười nói đến nơi sẽ biết Nói xong, cúi người đi về phía trước. Lục tiệm theo sau. Bí đạo đó dài mà ngoắt ngéo khó đi. Có nhiều ngã rẽ khiến người ta khó mà phân biệt được phương hướng. Đi được 7-8 dặm thì phía trước xuất hiện một bức tường. Trường quỹ đến trước bức tường tìm kiếm một hồi, rồi đẩy một cái. Bức tường liền chuyển động. Phía sau tường lộ ra một cầu thang đi lên trên. Cũng hướng vào trong một ám môn. Trường quỹ mở cửa ra, một luồng gió sông lạnh lẽo thổi vào lục tiệm ra khỏi cửa kinh ngạc thấy mình đang đứng dưới chân một cây cầu trên đầu toàn là gạch đá rêu xanh bám đầy dưới chân là nước sông đen đặc không ngừng chảy về xuôi trưởng quỹ vỗ tay ba cái liền thấy một chiếc thuyền nhỏ từ bóng tối đi ra dừng lại trước cầu trên thuyền có một người áo tơi mũ tre trưởng quỹ vòng tay nói triệu mỗ đưa đường tới đây thôi mời lục ra lên thuyền lục tiệm lo lắng hỏi trưởng quý còn ngân lượng thì sao triệu trưởng quý cười nói tiểu lâu là của cốc gia các hạ không cần phải lo lắng về số ngân lượng đó lục tiệm hơi cảm thấy nhẹ nhõm lại nói trưởng quý cũng được trách vị tiểu nhị đại ca đó triệu trưởng quý thở dài nói các hạ thực là hảo nhân yên tâm việc này triệu mố tự sẽ có cách xử lý Lục tiệm vòng tay chào rồi lên thuyền. Người áo tơi liền quạt nước sôi dòng. Đi được một quãng, lục tiệm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cây cầu đó chìm trong màn đêm tối đen, không nhìn rõ được gì. Gió mát từng trận từ trước mặt thổi đến. Hai bên bờ ánh lửa san sát, hàng quán đồng đúc, đèn nhiều như sao. Bất giác truyền đến tiếng đàn tiêu, nam nữ cười nói. Trên mặt nước, thuyền qua lại tấp nập, ánh đèn như lưu quang người áo tơi đột nhiên ngừng mái chèo cung kính nói xin mời lên bờ lục tiệm nhìn lên thấy bên cạnh thuyền là một cầu thang bằng đá lập tức cáo từ rồi tiến lên đột nhiên trước mắt thấy xuất hiện một tòa đại trạch tráng lệ đèn lửa huy hoàng tiếng người huyên náo trong lúc đang ngạc nhiên thì từ trong bóng tối xuất hiện một nam tử thấp giọng hỏi lục ra phải không lục tiệm gật đầu người đó nói xin theo tôi Nói xong nhanh chân đi trước Lục tiệm theo sau Đi qua nhiều nơi Cuối cùng đến trước một cái cửa Nam nhân đó gõ cửa Một trung niên phụ nhân từ trong cửa đi ra Y phục hoa lệ Trang điểm không nhiều Tuy đã là một lão tử nương Nhưng vẫn còn vẻ phong vận Trước khi nói liền mỉm cười Giọng thanh tao hỏi Lục ra Rồi giơ tay nói Xin đi theo thiếp thân Lục tiệm tâm trung hồ đồ, chỉ cảm thấy mọi sự việc đêm nay đều hết sức quỷ dị. Ý nghĩ tới đó, không tự chủ được, đành bước theo phụ nhân đó. Bước thấp bước cao, đi được mời trượng, không kìm được hỏi. Vị đại thẩm này tại sao biết tên ta? Phụ nhân đó quay lại cười, trong mắt xuất hiện một luồng thủy quang lưu truyền, đầy vẻ tình tứ. Lục tiệm cảm thấy như bị câu hồn đoạt phách, trong tâm đại chấn, vội vàng cúi đầu xuống, đột nhiên nghe phụ nhân cười nói, nguyên ta không nên gặp cậu, có điều ta muốn xem người mà cốc gia coi trọng là như thế nào. Lục Tiệm ngạc nhiên nói, bà cũng là người của cốc trần. Phụ nhân đó che miệng cười nói, cậu nói gì vậy? Ai là người của cốc trần? Dù ta có trăm lần muốn đi chẳng nữa, thì tiểu tử đó nhãn giác cũng vô cùng cao, đâu chịu để lão nương này vào trong mắt. Lục tiệm thấy cử chỉ của bà ta quyến rũ, mị thái hoành xanh, tuyệt nhiên không phải là loại phụ nhân tầm thường. Không kìm được, mặt đỏ tới tận mang tai. Trong lòng nghĩ, lúc thì tự dưng thiếp thân, lúc tự dưng lão nương, lúc gọi là cốc gia, lúc gọi là tiểu tử. Cuối cùng khẩu khí cũng không khác doanh vạn thành. Nghĩ tới đó bất giác khổ nghi hỏi, chúng ta đi đâu? Phụ nhân đó cười cười không đáp, uyển chuyển bước đi lục tiệm tuy hoài nghi nhưng cũng hiếu kỳ liền nhanh chân theo sau hai người đi theo một hành lang dài hành lang này có hai lối đi đèn đỏ treo cao ánh sáng lay động chốc lát lại thấy một biểu tượng con chim màu vàng đi đến chỗ ngoặt trước mặt đột nhiên có một nữ tử xăm xăm cúi đầu bước tới không kịp dừng lại đâm sầm vào phụ nhân đó cái khay cầm trên tay liền lật ra một chiếc chén sứ phía trên rơi xuống đánh choang Phụ nhân giật dữ nói Tiểu đệ tử Ngươi mù à Liền vung tay đánh một trường vào nữ tử Lục tiệm nhíu mày Đưa tay ngăn lại Nói Dừng tay Bất quá chỉ là một chiếc chén sứ Đâu đáng để đánh người Truyền nhãn nhìn sang Đúng lúc nữ tử đó ngẩng đầu lên Lục tiệm không kìm được ngạc nhiên Không phải vì lý do gì khác Mà vì nữ tử đó quá xấu Da vàng ủng quái miệng trễ xuống mắt trái không có lông mày méo sạch không nhìn thấy lòng trắng mắt phải tuy vẫn còn lông mày nhưng lại có một cái nhọt to vẫn chưa khỏi lưng còng xuống đầu gối cong veo không cúi xuống được tựa hồ như bị trứng nhuyễn cốt nói tóm lại là bộ dạng khiến người ta không muốn nhìn lần thứ hai nữ từ đó và lục tiệm bốn mắt gặp nhau trong mắt có thần sắc quái dị lục tiệm cảm giác đã gặp người này từ trước nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Lại thấy nữ tử đó nhắn thần nảm đạm, cụp mắt xuống. Tốt lắm! Phụ nhân gào lên. Lại là sử nô nhân nhà ngươi. Người có biết cái chén này là loại thượng phẩm. Giá của nó dù bán ngươi đi 10 lần cũng không đủ trả được. Sử nô nhân nhìn chằm chằm vào mũi chân, ấm ớ nói. Hà mụ mụ, thưa không biết thanh âm như dây xiết vào gỗ cực kỳ khó nghe không thể tưởng tượng lại xuất phát từ miệng của một nữ nhân phụ nhân mặt lộ thần sắc độc ác gắt lên nếu không phải ngươi có cái bộ dạng xấu xí đó thì ta đâu phải giữ ngươi lại thật khiến người ta mất cả ứng lục tiệm thấy sử nô nhân cúi đầu hai vai run run như đang khóc trong lòng cảm thấy thương xót bất vẫn nói đại thẩm nói vậy khắc bạc quá dung mạo là do trời sinh đâu có ai muốn mình xấu xí. Hà mụ mộ, mộ áng giọng xua tài nói, Đi đi, hôm nay gặp được lục gia là người may mắn, bằng không ta đã đập chết ngươi rồi. Sử nô nhân như được đại xá, vội vàng đi ra. Hà Mộ mụ cười nói, Y thị dùng để quét dọn, nguyên lại ta giữ thị chuyên để đối phó với những tiền khách nhân giả hoạt, không ngờ lại mạo phạm tới lục gia. Lục tiệm ngạc nhiên nói, đối phó với những tiền khách nhân giả hoạt bằng cách nào? Hà mụ mụ cười khẽ một tiếng trả lời. Dùng cho những kẻ muốn vào nhưng không có tiền. Nói xong lại đi tiếp. Hai người đến khúc quanh lại nghe tiếng nam nữ cười đùa. Hà mụ mụ đến trước một gian phòng. Cửa phòng chợt mở rộng, ánh đèn hồng tỏa sáng khắp phòng. Bên trong có một tấm bình phong. Lúc này đang giữa mùa hạ, trên bức bình phong lại có một bức họa đại lý thành tuyết cảnh đồ băng tuyết được vẽ thật sống động nhìn vào như giúp giảm bớt nhiệt độ xung quanh đột nhiên nghe phía sau bình phong một nữ tử yêu kiều nói hảo đệ đệ bản này ngươi tua rồi phải trả gì cho ta nào một nam tử tiếp khẩu cười nói tiếng cười của tỷ tỷ đáng giá ngàn vàng cái gì mà chẳng có hà tất phải đòi ở ta lục tiệm nghe thanh âm bất giác giật mình người vừa nói đích thị là cốc trần. Nữ tử hứ một tiếng cười giòn nói, Hạm Ngọc Tỷ suốt ngày tưởng nhớ đến tên tiểu hỗn đàn ngươi, ngươi lại thiên vạn biệt tâm bỏ đi, phải phạt ngươi sủa ba tiếng. Nói chưa dứt, lại có một nữ tử khác cười nói, Thu Ngân tâm địa thật mềm yếu, người chờ biết đó thôi. Tiểu hỗn đàn này việc gì mà không dám làm. Nếu chỉ phạt hắn sủa ba tiếng tại năm kinh này thì dễ dàng quá. Ta có một đề mục khác, lần này nếu hắn thua thì phạt hắn đêm nay phải ngủ lại trong phòng của hạm ngọc hạm ngọc gắt lên uyển nương đừng có hại ta lá hổ nhà hắn vô cùng hung ác uy phòng bắt diện chẳng sợ ai lần trước hắn uống hoàng thang say không biết gì ta liền dìu hắn về phòng chỉ mới ngủ lên giường trải tóc rửa mặt vậy mà đã có người qua lại dòm ngó cả trăm lần có việc đó sao cốc trần giả như ngạc nhiên Sao ta không nhớ ra nhỉ? Tưởng ta ngốc sao? Hàm Ngọc cười lạnh nói. Bất quá, lần đó có Tố Cầm Tỷ Tỷ làm nhân chứng, nghe tận tai, thấy tận mắt, phải vậy không? Có tiếng một nữ tử khác cười nói, "Ta cũng không nhớ." Hàm Ngọc bực tức nói, "Tỷ Tỷ sao lại bảo vệ cho hắn?" Thu Ngân cười nói, "Tố Cầm Tỷ Tỷ mà không bảo vệ hắn thì còn bảo vệ ai nữa?" thảo nào mà mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau lại ở lì trong phòng cả ngày không ra, chẳng lẽ lại ở đó bàn luận thi tử hay sao? Quần đứng nghe vậy đều cười khúc khích. Uyển Nương thở ra một hơi nói: Hừ, con tiểu quỷ Thu Ngân này, tố cầm đích thị là hảo nhân, nhưng tiểu hỗn đàn này thì chẳng biết tí thi từ nào. Tố cầm người nói không minh bạch, nghe khẩu khí của Thu Ngân thì ngươi đang ghen tị rồi. Tố cầm cười cười nói. Ta với hắn là quân tử chi giao. Các ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân mà hổ lôn hoạn ngữ. Thu Ngân cửa lạnh nói. Hay lắm, tỷ tỷ là nữ trung quân tử. Còn ta là lãng đáng tiểu nhân. Tỷ tỷ có thể ngâm thơ đánh đàn. Còn ta chỉ biết hát dướng diễm khúc mà thôi. Cốc Trần thấy quần nữ ngôn tử bất hòa, họ khẽ một tiếng đang định khuyên giải hà mụ mụ đã không kìm được nói thưa cốc gia lục gia đến rồi cốc trần a lên một tiếng cười nói vào nhanh đi